Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Chị, cái gì vậy? Bây giờ là ship bắt là ba người phải họp đây hả? Làm hết hồn hết vía. Họp cái gì? Thì bắt ba người phải tới đây để họp vụ mà cái gì mà gò rỉ thông tin đó. Thì đúng rồi, em làm như em trên trời rơi xuống vậy. Trời ơi trời. Vậy hai người họp đi, em đi về trước. Chạy. Họp ba người. Gì? Sao họp ổng không họp lẹ lẹ đi rồi nghỉ chứ đợi chờ vậy hoài em hồi hộp quá. Chị cũng vậy nè. Được. Em cũng vậy á. Không mấy hai người họp nha. Em đi uống cà phê. Cái gì vậy? Đi đâu? Sao em kêu họp ba người lận em biết không? Mà sao ông này ông lâu? Sao á? Sai gì? Thì nếu mà mình đổ tội cho Thanh Mỏ Nhọn vậy là cuối cùng là Thanh Mỏ Nhọn là người làm rò rỉ thông tin thời trang hát ra ngoài rồi. Trời ơi. Thì đúng vậy mà. Nhưng mà làm như vậy là không có đúng. Gì không đúng? Bộ em không nhớ là cái hôm đó hả, Thanh Mỏ Nhọn chê quần áo của em đó. Trời ơi, nói em hả, biểu môi kêu ăn mặc gì đâu mà áo thì thập niên 70, 60 gì đó, dài dép thì... Nhắc mới nhớ, đồ cổ đúng không? Thanh Mỏ Nhọn đúng rồi. Đúng. Nghĩ sao em mặc đồ phong cách thời trang như vậy mà nói em giống thập niên 70? Ừ! Mà chị không chịu nói. Sao vậy? Mấy cái này thập niên 70 quá trời luôn. Ừ, là sao ý em? Là cái này nó nguyên cái nấm ở trên nè. Nói cái gì vậy trời? Là cái nơ mà chị biết rồi đó, thời trang là cái mà nó có thể quay ngược trở về quá khứ giống như bây giờ nè. Bây giờ là người ta sẽ phối những cái thập niên 70 kết hợp với lại những cái phong cách hiện đại để tạo ra một dòng thời trang sang trọng giống như chị. Gì đó. Mà nè, nói chung là bây giờ là em không bao giờ quên bất kỳ chi tiết nào với Thanh Mỏ Nhọn. Anh không hận đó hả? Sao không hận? Bộ em không muốn trả thù của ta hả? Sao không trả thù được? Có cơ hội là sẽ trả thù. Thấy đó. Đây là cơ hội nè. Chính xác. Cơ hội tới. Ừ. Em chần chờ gì nữa? Nhưng mà... Mà gì? Em thấy làm vậy không có đáng đàn ông. Gì nữa vậy trời? Gì không đáng đàn ông là sao? Thì tự dưng mình đổ lỗi cho Thanh Mỏ Nhọn thì Thanh Mỏ Nhọn bị đuổi việc rồi sao? Nó không bị đuổi việc là ba đứa mình bị đuổi việc. Bây giờ em chọn đi. Một là em bị đuổi, còn hai là Thanh Mỏ Nhọn bị đuổi việc. Em chọn cái nào? Nhưng mà nếu như mà làm như vậy thì chẳng khác em không có đáng đàn ông là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là những cái người điểu giả nữa. Trời ơi em ơi, em có biết không, chúng ta sống tới thời kỳ ngày hôm nay á thì cũng đã trải qua những cái thời kỳ như là đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Mà em biết cái thời kỳ hiện tại chúng ta sống ở trong thời kỳ gì không? Thời kỳ công nghệ. Công nghệ của con khỉ. Cái thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ toàn là điểu giả thôi. Cho nên á, lúc nào em cũng phải với một cái tư tưởng á, là mình phải đưa cái lợi ích của bản thân mình lên hàng đầu, em hiểu không? Rồi sau đó em mới lo cho người khác được. Sao? Nhanh đi ông sếp tới bây giờ. Hiểu rồi. Rồi sao nữa? Thì bây giờ... Bây giờ sao? Theo ý chị chứ làm sao? Thì đó, một lát nữa sếp tới đây á, phải nhớ thống nhất ý kiến với chị nghe không? Dạ. Một, hai, ba. Chị à, sếp gọi nè em nghe đi. Chị nghe đi. Thôi chị không nghe đâu. Thôi em biết gì đâu. Dạ em nghe sếp. Dạ tụi em có mặt ở trong phòng sếp đầy đủ hết rồi, chờ sếp tới họp nè sếp. Ủa vậy hả sếp? À dạ. Dạ rồi sếp. Dạ. Thôi hả chị, tới hả? Em mở cửa. Em sếp về tiếp khách rồi.
Vậy là không có hợp. Ừ, cuộc họp này dời lại. Dời lại kìa. Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa, ok. Thì nãy giờ á, em có biết là anh đang ngồi nghĩ về cái gì không? Anh nghĩ gì vậy, gì vậy? Đưa bàn tay cho anh. Ly cõi vướng díu quá. Anh kêu đưa tay lên, đừng nói là coi chỉ tay em nha. Cái gì vậy, anh đâu có biết coi bói đâu. Bây giờ đưa tay đây, em hãy đặt bàn tay của em lên bàn tay của anh. Anh đang nghĩ về một chuyện xa xăm lắm, một chuyện mông lung lắm, nhưng mà nó cũng chân thật lắm, cũng rõ ràng lắm. Là chuyện gì anh? Đó là thời gian của chúng ta và tương lai của chúng ta. Anh nghĩ rằng sau này, à không, kể từ hôm nay, thời gian của anh sẽ là thời gian của em, tương lai của anh cũng sẽ là tương lai của em. Hiểu ý anh không? Anh làm em cảm động quá à. Có gì đâu, tất cả những lời nói đó là từ tận đáy lòng của anh thôi. Nhưng mà anh cũng đang rất mông lung. Anh không biết là cái tương lai của em có dành cho anh hay không, và thời gian của em có dành cho anh hay không. Chắc chắn ha. Hứa nha. À, vậy thì anh muốn nói với em một điều này. Anh định nhờ em. Thôi, anh nhờ em cái gì cũng được. Anh đừng có mượn tiền em nha. Em? Dạ. Cái gì đâu mà em nhìn đi đâu em nghĩ gì thẫn thờ vậy? Dạ anh nhờ cái gì? Anh đâu có nhờ gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ nhờ là em có thể nào cho anh mượn chút xíu tương lai của em được không? Mượn tương lai của em là sao? Anh nói em không hiểu gì hết trơn. Tức nghĩa là như vậy, anh đang cần 3 triệu, có thể nào cho anh mượn 3 triệu được không? Anh giải quyết công chuyện xong rồi anh sẽ gửi lại cho em. Anh mơ đi nha. Anh đang tính gạt tiền tôi đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên nãy giờ đang nói chuyện lãng mạn hết sức luôn á, tự nhiên nhắc tới tiền cái tự nhiên em thay đổi thái độ với anh 360 độ vậy? Chứ gì nữa, em là nghe nhiều người cảnh báo lắm rồi á. Anh tính gạt tiền em nè. Anh mới gì anh đâu gạt tiền em đâu. Anh đang muốn là lấy cái số tiền đó anh đi đầu tư cho anh làm ăn, đi xây dựng tương lai sau này cho con của chúng ta, em hiểu không? 3 triệu mà đầu tư làm ăn là đầu tư vô cái gì? Thì anh đầu tư cái gì kệ anh đi, nhưng mà bây giờ anh đang cần gấp lắm, giúp anh đi. Không có tiền đâu mà giúp, anh giúp nghĩ anh sao vậy? Mà, giúp không. Anh đi. Em sao vậy, anh yêu em mà. Yêu hả? Em phải giúp anh chứ. Giúp hả? Anh đang tính gạt tiền tôi vậy, bây giờ anh có đi không? Anh mà không đi là tôi la cho nguyên cái xóm này biết luôn anh luôn đó. Vậy anh đi luôn khỏi tính tiền hả? Khoan. Cái gì? Tính tiền ly nước rồi mới đi. Tính tiền ly nước của anh. Em có biết là lòng anh vụng vỡ lắm không? Đã chia tay nhau, đã đuổi anh đi mà còn bắt anh tính tiền nước nữa. Ly của anh thôi, tiền nước của ai người đó trả. Ly của anh bao nhiêu? 20. Mắc vậy? 20. 20 nè. Đưa uống cho hết. Lừa vẹt. Bye bye. Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa, ok. Dạ hết hồn hết vía. Dạ hết hồn hết vía. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa? Hồi nãy sếp gọi điện thoại cho em, sếp nói là sếp phải đi tiếp khách mà. Nhưng khách đã hủy hẹn cho nên tôi không hủy họp. Dạ mình tiếp tục họp. Dạ. Bây giờ nói cho tôi biết vì sao thông tin của công ty mình bị rò rỉ ra bên ngoài. Dạ em. Ai? Em cậu Hà Hoàng Minh. Dạ thưa sếp. Dạ. Cô Hà Phát. Dạ không. Đuổi hẹn. Dạ không. Dạ dạ. Cô lên tiếng luôn. Dạ không. Kể từ bây giờ tôi đuổi ba người. Dạ, đuổi. Dạ, đuổi. Dạ thưa sếp. Dạ em nói.
Nói. Dạ em dám nói. À, dạ thưa sếp, là thật ra cái hôm thứ ba đó ba tụi em cũng có mặt tại cái quán bar đó và cũng biết cái người đó, cái người mà nói ra cái thông tin đó. Nói liền. Dạ. Không có cái đó cụ thể cho tôi. Dạ dạ em cũng quán bar đó tên gì, người nào, thông tin gì? Dạ thưa sếp. Đó là cái gì? Dạ dạ thật ra tụi em rất là đau lòng khi mà phải khai ra cái người đồng nghiệp của mình đó. Ai? Dạ người đó là ai? Dạ anh nói gì không? Dạ dạ Hoàng Minh. Dạ em có phải như vậy không? Em có phải người Thanh Bảo Nhọn không? Dạ phải, em chính mắt em thấy Thanh Bảo Nhọn nói chuyện với lại Trung Tí Tởn. Dạ nói chuyện với Trung Tí Tởn. Dạ đúng. Dạ. Bích. Dạ cô có xác nhận điều đó không? Dạ xác nhận. Thôi tôi biết rồi. Dạ biết gì sếp? Như vậy là Thanh Mỏ Nhọn đã cặp bồ với Trung Tí Tởn, cho nên mới rò rỉ thông tin của công ty mình qua cho Trung Tí Tởn. Đúng rồi sếp. Đúng không? Dạ đúng. Tôi sẽ có hình phạt thích đáng với Thanh Mỏ Nhọn. Vậy còn ba tụi em sao sếp? Vậy là Thanh Mỏ Nhọn bị đuổi việc hả sếp? Chuyện đó để tôi xử lý, nhưng hình phạt sẽ thích đáng. Tụi em đi được. Sao sếp? Đi về. Dạ xong. Hãy đợi đấy. Nha. Rồi sẽ tới lượt ba người.